Anh buồn quá Miu ơi. Sao vậy anh? Nói em nghe coi. Ước gì anh không phải sinh ra trong cái cõi đời này. Anh thấy vô nghĩa quá. Thôi thôi anh đừng buồn nữa. Có chuyện gì nói cho em biết đi. Để em massage lưng cho anh bớt nhạy cảm ha. Được không? Được. Chuyện sao nói cho em nghe coi nè. Sống chi để bị người ta nói này nói nọ. Quần què gì cũng lấy anh ra nói được hết. Chửi qua chửi lại, chửi cũng lấy anh ra chửi. Đồ con chó. Rồi khôn cũng nói mày khôn như chó. Ngu cũng nói mày ngu như chó. Rồi xấu cũng nói mày xấu như chó. Nói chung là cái gì cũng chó, chó hết á. Vậy chứ giờ anh muốn người ta nói gì anh bây giờ đây? Em may mắn hơn anh. Em sinh ra làm kiếp con mèo, không ai nói em được hết trơn á. Chỉ có hay nói mày ăn như mèo hửi, rồi giấu như mèo giấu cức vậy đó. Em đỡ hơn anh ha.